cuốn sách về tính kỷ luật mà các bạn không nên bỏ lỡ. Thứ nhất đó là cuốn Càng kỷ luật càng tự do. Kỷ luật chính là ván cờ mà bạn sẽ phải tự đấu với chính mình. Thắng bạn sẽ có được bản năng của người mạnh mẽ nhất, đó là khả năng tự kiểm soát bản thân. Thua bạn sẽ mãi mãi sống trong cảm giác tạm bợ, nuối tiếc. Càng dễ dàng dung túng cho những thói quen trì hoãn bao nhiêu, cuộc sống của bạn sẽ càng nhanh đi vào những hố sâu của sự mất kiểm soát. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tìm đọc cuốn sách Càng kỷ luật càng tự do. Thứ hai đó là cuốn Kỷ luật tự giác. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rằng tự do không phải là làm theo ý thích mà là bạn có thể tự làm chủ. Kỷ luật tự giác là cuốn sách đã thành công chỉnh đốn lối sống của hàng triệu người trẻ, bởi vì người tự giác sẽ thực sự hiểu mình muốn gì và sẽ không tốn thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Càng tự giác thì càng có nhiều quyền lựa chọn. Nếu bạn là người đang muốn xây dựng tính kỷ luật thì hãy tìm đọc ngay hai cuốn sách này. Truy cập link YouTube của trạm review sách để xem thêm các video review chi tiết của các cuốn sách mà bọn mình đã nhắc tới nhé. Làm thế nào để cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn? Bạn đã bao giờ nghe đến phương pháp GRED chưa? Phương pháp GRED được đúc kết ngắn gọn thông qua 5 chữ cái viết tắt. Thứ nhất là G, Goals and Outcome, có nghĩa là mục tiêu và kết quả. Hãy thiết lập mục tiêu rõ ràng, cụ thể và chắc chắn. Thứ hai là R, Responsibility, có nghĩa là trách nhiệm. Có trách nhiệm với bản thân, không ngụy biện, không đổ lỗi cho môi trường bên ngoài, không dựa dẫm vào người khác. Thứ ba là E, Emotional Well-being, Ever Positive và Humorous Mindset, có nghĩa là duy trì cảm xúc lành mạnh và tinh thần tích cực, hài hước. Thứ tư là A, Awareness and Absence of Panic, có nghĩa là nhận thức và không hoảng loạn khi sự việc không diễn ra như ý muốn. Thứ năm là T, Total Unshakable Belief System, có nghĩa là hệ thống niềm tin kiên định. Bạn càng có niềm tin vững chắc vào giá trị bản thân, những điều muốn làm và kết quả có thể đạt được thì càng có khả năng cao đạt được thành công. Nếu bạn vẫn còn tò mò về phương pháp GRED này thì hãy thử tìm đọc trong cuốn sách Bước ra khỏi vùng an toàn. Truy cập link bio để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review nhé. Hai cuốn sách cực kỳ quan trọng trong tuổi trẻ của bạn. Thứ nhất đó là cuốn Ước mơ cần thực hiện mỗi ngày của tác giả Lãnh Duy. Đây là cuốn sách có khả năng vực dậy tinh thần và có thể thúc đẩy quá trình hiện thực hóa giấc mơ của bạn. Hiện tại trên Tiki, cuốn sách này đang có giá được siêu mạnh lên đến 50%. Thứ hai đó là cuốn Giá mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ của tác giả Lưu Tư Hạo. Đây là cuốn sách giúp bạn nhận định giá trị tuổi trẻ của mình, tương lai của bạn thế nào chỉ có bạn mới có thể biết được. Ngoài ra đây cũng chính là cuốn sách mà từ đó tác giả Lưu Tư Hạo đã có thể thay đổi được nhận thức của hàng triệu người trẻ Trung Quốc. Nhớ truy cập link bio để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. Những thông điệp tuyệt vời trong cuốn sách Trong thế giới lạnh lẽo này mong bạn vẫn ấm áp như thuở ban đầu. Thứ nhất, chúng ta đều là những đứa trẻ không thể sống thuận buồm xuôi gió cả đời nhưng mong bạn vẫn giữ được sự ấm áp trong tâm hồn. Thứ hai, những áp lực như mối quan hệ công việc, sự thăng tiến, ai trong đời cũng đều phải gặp qua. Nhưng chúng không phải để cản trở bạn mà là bàn đạp để bạn vững vàng hơn. Thứ ba, bước chân vào sự trưởng thành chính là bạn phải bỏ lại những ngây thơ và hoang dại ở đằng sau. Thế nhưng, mong bạn trải qua giông bão vẫn có thể giữ được sự lương thiện và thật thà. Truy cập link bio của tụi mình để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. Ba cuốn sách khiến bạn phải suy nghĩ lại về thế giới. Thứ nhất đó là cuốn Trứng với học thuyết phải chăng vũ trụ được sinh ra từ một quả trứng. Thứ hai đó là cuốn Sự im lặng với giả thuyết rằng đâu đó ở ngoài kia có một hành tinh đang chìm đắm trong sự lặng yên. Thứ ba đó là cuốn Giác nói về tương lai của các vì sao, rất có thể giác đang xâm chiếm những vì sao đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về các giả thiết này thì hãy tìm đọc bộ ba cuốn sách này nhé. Truy cập link bio của tụi mình để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. Những lời khuyên đắt giá giúp bạn kiềm chế cơn nóng giận thông qua cuốn sách Điềm tĩnh và nóng giận. Thứ nhất, hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hơn mà ở việc tính toán ít hơn. Thứ hai, nóng giận là trừng phạt bản thân bằng lỗi lầm của người khác. Ba, đừng quá đặt nặng cái tôi, điềm tĩnh mới khiến bạn trở thành tay cự phách. Thứ tư, học cách giảm bớt áp lực cho bản thân, tìm lối thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Thứ năm, cuộc đời ngắn lắm, đừng điên cuồng vì những điều nhỏ nhặt. Và cuối cùng, kẻ xuẩn ngốc thì chỉ biết nóng giận, kẻ thông minh mới có thể đổi vận. Truy cập link bio của tụi mình để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. Sự thật về bộ não có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Thứ nhất, bộ não sử dụng đến 20% tổng lượng oxy trong cơ thể. Não có thể sống đến 4 đến 6 phút mà không cần đến oxy, sau đó bắt đầu chết. Nếu như không có oxy trong vòng 5 đến 10 phút thì sẽ dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn. Thứ hai, não sử dụng đến 20% máu lưu thông trong cơ thể. Nếu như não mất máu trong vòng từ 8 đến 10 giây thì bạn sẽ dần mất đi ý thức. Thứ ba, khi tỉnh táo, não có thể tạo ra từ 10 đến 23W năng lượng điện đủ để thắp sáng một bóng đèn. Thứ tư, não là cơ quan béo nhất trong cơ thể người, 60% bộ não là chất béo. Thứ năm, thực phẩm thích hợp nhất cho não là hải sản.
hải sản và cá có chứa axit béo có thể cải thiện bộ nhớ tới 15%. Nếu như bạn muốn biết thêm những thông tin thú vị về cách mà não bộ ảnh hưởng tới cơ thể thì hãy thử tìm đọc cuốn sách Cơ thể và não bộ, ai làm chủ. Truy cập link bio để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. 4 cuốn sách giúp bạn kiềm chế cơn nóng giận. Thứ nhất đó là cuốn Điềm tĩnh và nóng giận. Nóng giận là một trong những cảm xúc nguy hiểm nhất của con người. Trong cơn giận, con người như một con sư tử cuồng nộ, mù quáng, làm tổn thương bản thân và người khác. Điềm tĩnh và nóng giận là cuốn sách quan trọng mà ai cũng cần phải có trên kệ, giúp bạn lấy lại nhanh chóng sự bình tĩnh. Người giỏi kiềm chế cơn nóng giận là người có khả năng kiềm chế nó, cất giữ nó ở dưới tận đáy lòng. Thứ hai đó là cuốn Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Đây là cuốn sách giúp người đọc nhìn thấu nhân sinh, bước ra khỏi bụi trần để có được cuộc sống an lạc. Muốn làm người trưởng thành, bạn không thể bỏ qua hai bài học lớn, đó là cách bao dung và kiềm chế cảm xúc. Nên nhớ rằng nóng giận chỉ là một loại bản năng và con người cần có bản lĩnh để lấy lại được sự tĩnh lặng. Thứ ba đó là cuốn Bình an mà sống. Không phải tự nhiên những doanh nhân lớn đều học cách thiền. Với việc thiền, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để bình tĩnh và soi xét mọi thứ được kỹ càng hơn. Tâm bình tâm an thì nhìn rõ ngọn ngành trước sau. Tâm nóng tâm giận thì nhanh sa đọa u tối lầm đường. Thứ tư đó là cuốn Kiếp người vĩnh cửu và vô thường. Chớ vội lầm tưởng hôm nay cái gì đang có trong tay đều là vĩnh cửu. Đời người là vô thường, hôm nay có ngày mai vẫn có thể mất. Được viết bởi một tác giả trẻ, Kiếp người vĩnh cửu và vô thường sẽ đem đến cho người đọc một cái nhìn nhân sinh mới mẻ của những người trẻ và những người kiến tạo lên cái nhìn mới. Truy cập link bio của tụi mình để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. Những kiến thức cực kỳ thú vị về khoa học thông qua cuốn sách Sống không thắc mắc, đời không nể. Thứ nhất, giác quan thứ 6 có tồn tại hay không? Các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng có một vùng trong não có khả năng phản ứng một cách rõ nét với những tín hiệu sớm. Vùng này được gọi là vỏ não trước và nó có tác dụng cảnh báo sớm cho não về những sự việc sẽ xảy ra trước, mà chúng ta hay thường gọi là giác quan thứ 6. Thứ hai, dầu mỏ có được sản sinh một cách liên tục hay không? Dầu mỏ là một nguồn tài nguyên không thể tái tạo được mà chúng ta đã biết từ lâu. Tuy nhiên, sự thật là dầu mỏ có thể tái tạo được chỉ có là thời gian tái tạo của nó xảy ra rất là lâu. Thứ ba, nơi dày nhất và mỏng nhất của vỏ trái đất là ở đâu? Nơi dày nhất của trái đất nằm tại núi Chimborazo tại Ecuador, một vùng của Nam Mỹ. Và nơi mỏng nhất tiếp tục là ở Nam Mỹ tại một đất nước tên là Guyana. Và rất nhiều những cái thông tin khác từ cuốn sách này. Nếu như các bạn cảm thấy thú vị và tò mò thì có thể tìm đọc cuốn Sống không thắc mắc, đời không nể. Truy cập link bio của tụi mình để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review.